Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao sáng 5 tháng 12, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 4 tháng 12 Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước, đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn. Đây là nhóm đầu tiên được sơ tán và sẽ có thêm nhiều nhóm khác được sơ tán về nước thời gian tới. Thực hiện chủ trương nhân đạo của nhà nước Việt Nam và nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của công dân, toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được chính phủ chi trả. Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã thống kê được hơn 800 người là công dân Việt Nam, được cấp giấy tờ đi lại và đủ điều kiện để đưa về nước. Phần lớn người Việt Nam được sơ tán lần này là thanh niên trẻ, có cả thiếu niên, trẻ em sơ sinh và phụ nữ mang thai. Những người này ra nước ngoài làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến ở các bang phía Bắc Myanmar. Họ bị chủ lao động bỏ rơi và bị mắc kẹt do giao tranh giữa lực lượng quân đội Myanmar và các dân tộc thiểu số ở khu vực này. Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động. Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, thân nhân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng trước khi quyết định việc xuất cảnh ra nước ngoài.